Ok, hôm nay mình làm món xíu mại. Củ sắn sắt rồi. Xài củ sắn này. Củ sắn mình sắt rồi. À, đây là củ hành tím nhỏ. Cái phần này chút mình phi sơ, mình trộn vô chung với xíu mại nha. Còn cái này là một chút mình phi sơ rồi mình làm cái nước sốt xíu mại. Ok, đây là hỗn hợp xíu mại. Này là bột khoai tây, hành tím phi, củ sắn đã bằm nhỏ. Đây là củ sắn đã bằm nhỏ nha. Đây củ sắn đã bằm nhỏ. À, tiêu, đường, hạt nêm. Hạt nêm. Mình có chút chút xíu nước mắm. Rồi, bắt đầu trộn. Ok, mình trộn cái hỗn hợp này rồi đây. Mình xài cái bột khoai tây cho nó kết dính. Xài thịt mỡ nè, cho nó kết dính nè. Nó rất là dai. Nó rất là dai và dính rồi nha. Ok. Để mình nhồi thêm một chút nữa. Nhồi thêm một chút nữa cho nó nhuyễn. Cái thịt này cho người ta xay nè, nó xay không có nhuyễn lắm. Ok, rồi để tiêu nhiều nhiều thơm lắm nè. Ok, xong rồi mình cho vô chảo hấp nha. Hấp 20 phút. Hấp lâu lâu cho nó ra cái nước thịt để chút mình làm sốt nha. Cái này hồi nãy mình nấu sôi rồi. Nấu sôi rồi mình chưa do kịp mà mình tắt bếp. Ok. Giờ nấu nha. Ok. Đây, hành tím, hành lá chút mình phi tỏi. À, mình phi dầu. Phi dầu làm sốt.